Nửa Trường Xuân xuất bản năm 1934 là tiểu thuyết của nhà văn Việt Nam Khải Hưng. Tác phẩm được đăng trên tuần báo phong hóa của tự lục văn đoàn và in thành sách lần đầu năm 1934. Nhân vật chính của tác phẩm là Mai, một cô gái xinh đẹp, đức hạnh, con cụ tú lãm, một nhà nho thanh bạch. Sau khi cụ tú mất, Mai quyết thay cha chăm sóc em trai là Huy ăn học đến nơi đến chốn. Vốn tự trọng, nàng muốn tự lập mà không nhờ vả ai, trên chuyến xe lửa trở về quê để bán nhà, Mai gặp Lộc, con quan án sát, một người bạn của cụ Tú khi xưa. Khi đó Lộc đang làm quan tham tá ở Hà Nội và cha chàng đã chết. Gặp lại cô bạn nhỏ trước kia nay trở nên một thiếu nữ xinh đẹp, Lộc đem lòng yêu và đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Mai trong cảnh khó khăn. Cảm kích trước tấm lòng của Lộc, Mai đã nhận của chàng 20 đồng. Việc bán nhà để chị em Mai ra Hà Nội ở để tiện cho huy ăn học đã gặp khó khăn vì lão hàn thanh giàu có lợi dụng hoàn cảnh của mai ép nàng làm vợ lẽ sau nhờ lộc giúp mai ra hà nội tránh được lão trọc phú hiếu sắc một năm sau lộc và mai lấy nhau bà án mẹ lộc hết sức phản đối cuộc hôn nhân trái phép vì cho là không môn đăng hậu đối. lộc phải nhờ người giả đóng vai bà án đến hỏi mai tuy biết sự thật nhưng mai vẫn nhận lời lấy lộc để đền đáp lòng tốt của chàng còn bà án, sau khi nghe con trai kể thật sự tình đã không cho phép, lại còn quát mắng và rắp tâm phá hoại cuộc nhân duyên. Bà bày mưu chia rẽ hai người bằng một bức thư giả mạo khiến Lộc nghi ngờ vợ ngoại tình. Rồi bà đến gặp Mai, cố ý làm nàng tưởng Lộc nhờ mẹ đến đuổi nàng đi để rảnh tay cưới con gái cụ tuần. Mai mắc mưu bà án, cảm thấy ghê tởm người chồng tầm thường hèn hạ và tin rằng Lộc chỉ là một gã sở khanh nên nàng dứt khoát bỏ đi. Lộc lại càng tin rằng Mai bạc tình đã bỏ chồng theo trai. Sau đó, Lộc cưới con gái cụ Tuần theo ý mẹ, còn chị em Mai đến trọ trong một xóm nhỏ giữa những người lao động nghèo và được họ cưu mang đùm bọc. vốn là một cô gái hay làm, Mai đã tần tảo đảm đang chan hòa với những người lam lũ, quyết chí nuôi em ăn học. Một bác sĩ trẻ rồi một họa sĩ đã lần lượt ngỏ ý muốn lấy nàng, song Mai đều từ chối vì nàng vẫn chưa quên được hẳn Lộc. Về sau, Lộc biết sự trung tình của Mai và sự hiểu lầm của mình. Chàng rất ân hận. Mặc dù đã có vợ giàu sang và chàng được thăng chi huyện, Lộc vẫn không có hạnh phúc gia đình. Người vợ mới của Lộc lại không sinh được con. Nên Lộc càng đau khổ dằn vặt vì sự tàn nhẫn của mẹ đã xua đuổi Mai trong lúc bụng mang dạ chữa. Còn bà Án, sau khi tìm được chỗ ở của Mai, lúc này đang ở Phú Thọ nơi Huy dạy học đã tìm đến gặp nàng để bắt đứa cháu nội. Trước lời lẽ đĩnh đạc cứng rắn của Mai, bà đành thất bại về không. Bà bắt Lộc lên gặp Mai đón con về, nhận Mai làm vợ lẽ. Lộc gặp Mai và Huy nhưng chỉ xin Mai tha thứ và mong chấp lại mối tình xưa. Mai đã khuyên chàng lên dừng lại, mỗi người hãy sống tiếp cuộc đời riêng của mình. Tuy nàng vẫn yêu Lộc và sẵn sàng tha thứ cho chàng. Lộc trở lại gặp Mai lần nữa, hai người ngồi suốt đêm bên nhau cạnh lò sưởi Mai nói với Lộc, Hãy xa nhau, xa nhau mà vẫn gần nhau vì tâm trí hai ta lúc nào cũng gần nhau. Lộc như bừng tỉnh trước tấm tình cao thượng của Mai sực nghĩ ra. Sao anh không nghĩ tới một gia đình to tát, đông đúc hơn? Gia đình ấy là xã hội, là nhân loại. Chàng nguyện sẽ đem hết nghị lực tâm trí ra làm việc cho đời. Là một tiểu thuyết lận đề tuyên chiến với lễ giáo phong kiến đòi quyền tự do yêu đương và hạnh phúc cá nhân. Nửa trường xuân có ý nghĩa tiến bộ đáng kể. Hình tượng bà án một bà lớn tiêu biểu cho quan niệm hôn nhân gia đình phong kiến môn đăng hậu đối coi hôn nhân là phương tiện thăng quan tiến chức khẳng định quyền uy tuyệt đối của cha mẹ trong hôn nhân khá chân thực sinh động chứ không phải là một biếm họa đơn giản tiêu biểu cho một lực lượng phản diện đen tối vô nhân đạo phá hoại hạnh phúc thanh niên nhân vật mai tuy là một gái mới rất có ý thức về hạnh phúc cá nhân song vẫn đậm nét đạo đức truyền thống giàu lòng vị tha đức hy sinh Đoan chính, thủy chung, chịu thương, chịu khó, tần tảo, đảm đang. Khi thấy mình bị lừa dối, lại bị bỏ rơi giữa lúc bụng mang dạ chửa Mai đã cứng cỏi để không bị gục ngã. Cô không than vãn sầu thảm, cũng không xa vào phóng đáng để trả thù đời. Mà thầm lặng, gan góc, chống lại số mệnh, giữ nguyên vẹn lòng ham sống, lấy sự hy sinh bản thân cho người khác làm niềm vui.